Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ đưa trưởng đặc khu Hồng Kông vào sổ đen, Hà Nội dè chừng. Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đã ghi tên trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam vào sổ đen, xếp bà vào thành phần quan chức nước ngoài bị Hoa Kỳ cấm vận. Trang web của Bộ Tài chính Mỹ cho biết như vậy. Và Mỹ công bố lệnh trừng phạt người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và 10 cá nhân khác vì các hành vi làm xói mòn nền tự trị của Hồng Kông và giới hạn sự tự do của người dân tại vùng lãnh thổ này. Báo Bloomberg đã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo sau khi bà Lâm tuyên thệ nhậm chức trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành phố được chuyển giao từ quyền cai trị của Anh cho Trung Quốc tại Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Danh sách các cá nhân bị trừng phạt bao gồm bà Lâm và 6 quan chức Hồng Kông và 4 quan chức Trung Quốc làm nhiệm vụ ở đặc khu hành chính này. Tài sản tại Mỹ của bà Lâm và 10 người này sẽ bị đóng băng. Trong thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định Mỹ sẽ đứng về phía người dân Hồng Kông và sẽ sử dụng các công cụ và quyền lực của mình để nhắm vào những người đang phá hoại sự tự trị của vùng lãnh thổ này. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, bà Lâm nói bà sẽ chỉ cười trừ nếu Mỹ thực sự áp dụng lệnh trừng phạt nhắm vào mình. Đồng thời, bà Lâm cũng cho biết mình không có tài sản nào ở Mỹ, theo báo Bloomberg chia sẻ. Đây là động thái mới nhất của Mỹ trước những diễn biến động chính trị gần đây ở Hồng Kông. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, Trung Quốc đại lục đã ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia phương Tây và một bộ phận người dân Hồng Kông. Vào cuối tháng 7, bà Lâm cũng tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hồng Kông vì lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán và chưa đưa ra thời điểm bầu cử mới. Trước đó, một số cá nhân và nhân vật đối lập ở đặc khu cũng bị cấm tranh cử. Phản ứng trước quyết định này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng không có bất kỳ lý do nào để hoãn cuộc bầu cử ở Hồng Kông. Và căng thẳng đã không ngừng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 7 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh cực lực chống đối sắc lệnh hành pháp vừa được Tổng thống Donald Trump loan báo trong tuần này, cấm mọi giao dịch với tập đoàn Trung Quốc Tencent, WeChat và tập đoàn ByteDance sở hữu ứng dụng TikTok, và viện lý do an ninh quốc gia và bảo vệ các dữ liệu riêng tư của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ. TikTok và ByteDance phủ nhận mọi liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã ký lệnh cấm WeChat và TikTok, tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành lệnh cấm TikTok có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 6 tháng 8. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm giao dịch thương mại với chủ nhân Trung Quốc của hai ứng dụng phổ biến WeChat và TikTok, leo thang căng thẳng trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh về tương lai của ngành công nghệ toàn cầu, hãng truyền thông Reuters đưa tin. Và sắc lệnh ký ban hành vào ngày 6 tháng 8 sẽ có hiệu lực trong 45 ngày nữa, sau khi chính quyền ông Trump tuần này nêu bật cố gắng loại bỏ các ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc ra khỏi các mạng lưới của Mỹ. Ông Trump nói ứng dụng WeChat của Tencent Holding và ứng dụng TikTok của ByteDance là những mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Lệnh hành pháp nói rằng Hoa Kỳ phải có hành động tích cực chống lại các chủ sở hữu của TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. Trung Quốc vào hôm 7 tháng 8 nói các công ty vừa kể trên đã tuân thủ các luật pháp và quy định của Mỹ và cảnh cáo Hoa Kỳ sẽ phải nhận hậu quả về hành động của họ. Và Hoa Kỳ đang viện cớ an ninh quốc gia và dùng quyền hành của nhà nước để ức chế các doanh nghiệp không phải của Mỹ. Đây là cách làm ăn của một nước bá chủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã nói tại một họp báo như vậy. TikTok đã bị các nhà lập pháp Mỹ nhắm tới vì có quan ngại về an ninh quốc gia chung quanh việc thu thập dữ liệu giữa lúc sự nghi kỵ giữa Bắc Kinh và Washington đang tăng cao. Hãng tin Reuters vào hôm Chủ nhật nói ông Trump đã cho công ty Microsoft 45 ngày để hoàn tất việc mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ. TikTok đã phủ nhận cáo buộc rằng công ty này do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc. Đây là hình ảnh TikTok từng phát triển rất nhanh tại Ấn Độ nhưng vừa bị cấm ở đất nước này cùng với nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc. Chúng tôi bị sốc vì sắc lệnh mới đây được ban hành mà không qua các thủ tục pháp lý đúng đắn, TikTok nói trong một tuyên bố vào hôm 7 tháng 8 và nói thêm rằng công ty này sẽ theo đuổi mọi biện pháp có thể để đảm bảo luật pháp không bị vứt bỏ.
Vào tối thứ Năm ngày 7 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ban hành một pháp lệnh tiếp theo để cấm WeChat, một ứng dụng thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Tencent có trụ sở tại Trung Quốc. Lệnh cấm mọi giao dịch với Tencent, một trong các công ty Internet lớn nhất thế giới, báo hiệu sự rạn nứt của mạng lưới toàn cầu, cắt đứt những liên hệ lâu dài giữa các công nghiệp công nghệ cao của Mỹ và Trung Quốc. Trong cả hai sắc lệnh, ông Trump nói rằng ông đã tìm thấy các bước bổ sung phải được thực hiện để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông. Ông cũng nói thêm, sự lan rộng ở Hoa Kỳ của các ứng dụng di động do các công ty ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, phát triển và sở hữu tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ông đề cập đến cả hai ứng dụng như một mối đe dọa. Cả hai sắc lệnh đều quy định mọi giao dịch không được xác định với chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok và WeChat hoặc các công ty con của chúng sẽ bị cấm. Nội dung sắc lệnh của ông Trump nói rằng việc thu thập dữ liệu của TikTok có thể cho phép Trung Quốc theo dõi các nhân viên chính phủ Mỹ và thu thập thông tin cá nhân để tống tiền hoặc thực hiện các hoạt động gián điệp. Ông cũng lưu ý rằng các báo cáo cho thấy TikTok kiểm duyệt nội dung được coi là nhạy cảm về mặt chính trị, chẳng hạn như các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và cách Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Bộ An ninh Nội địa, Cục Quản lý An ninh Giao thông Vận tải thuộc Cơ quan Giám sát Hoạt động Kiểm tra An ninh tại sân bay của Mỹ và lực lượng vũ trang Mỹ đã cấm TikTok trên điện thoại của chính phủ. Kể từ khi ông Trump tuyên bố cấm TikTok vào thứ Sáu tuần trước, gã khổng lồ công nghệ Microsoft cho biết họ đang đàm phán để mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ứng dụng của TikTok đang phát triển nhanh chóng với 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở Mỹ. Ứng dụng này đã bùng nổ trong những năm gần đây, được dùng chủ yếu bởi những người dưới 20 tuổi. Đây là hình ảnh trụ sở của tập đoàn Tencent của công ty mẹ của mạng xã hội WeChat tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Họ sử dụng ứng dụng này để chia sẻ các video dài 15 giây thường liên quan đến hát nhép, các bài hát hoặc vở kịch. Những video này sau đó hiển thị với tất cả người theo dõi và người lạ. Theo mặc định, tất cả các tài khoản đều ở chế độ công khai, mặc dù người dùng có thể hạn chế việc tải video trong phạm vi ở một trong các liên lạc mà họ cho phép. TikTok cũng cho phép gửi tin nhắn riêng tư nhưng chỉ giới hạn ở bạn bè. TikTok báo cáo có khoảng 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng với các thị trường lớn nhất ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ấn Độ đã chặn TikTok cũng như các ứng dụng khác của Trung Quốc. Và Úc, quốc gia đã cấm Huawei và nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE cũng đang xem xét cấm TikTok. Còn WeChat là gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. WeChat đôi khi được mô tả là một mạng xã hội, nhưng nó thực sự còn nhiều hơn thế nữa. Cung cấp các chương trình, phương thức thanh toán, chạy các chương trình nhỏ bổ sung, tìm ngày tháng và nhận tin tức, nhắn tin và các hoạt động xã hội khác. Nó có lẽ được coi là hệ điều hành thứ cấp cho Mac OS hoặc Android. Nó cũng được coi là một công cụ quan trọng trong bộ máy giám sát nội bộ của Trung Quốc, yêu cầu người dùng địa phương bị cáo buộc tung tin đồn ác ý phải đăng ký nhận diện khuôn mặt và giọng nói. Nhưng ngoài ra, nó được cho là thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền cho cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Một cuộc hội thảo được tổ chức vào đầu năm nay bởi Viện Chính sách Chiến lược tại Úc đã thảo luận về việc làm thế nào mà các nhóm trong WeChat lẽ ra được sử dụng để giới thiệu các điểm du lịch, nhà hàng mỗi ngày lại chuyển sang truyền bá thông điệp chính trị trùng khớp với quan điểm của Bắc Kinh vào những cái thời điểm quan trọng nhất. Vào hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nới rộng một chương trình gọi là mạng lưới sạch để ngăn chặn các ứng dụng và các công ty viễn thông của Trung Quốc tiếp cận thông tin nhạy cảm của người Mỹ và các công ty Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 6 tháng 8 đã kêu gọi Apple và Google, hai công ty Mỹ sở hữu hệ điều hành Android và Mac OS, gỡ bỏ các ứng dụng không đáng tin cậy của các nhà phát triển Trung Quốc khỏi cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề ra chiến lược mạng lưới sạch với 5 điểm và nêu ra 30 quốc gia sạch với nhà mạng sạch và an toàn cho người sử dụng. Nếu Apple và Google chấp hành một cách tự nguyện hay bị ép buộc bằng pháp lý, thì tác động đến các công ty của Trung Quốc là không thể đo đếm khi Mac OS và Android gần như chiếm trọn thị phần trên thế giới. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, để bảo vệ dữ liệu của công dân và tài sản trí tuệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề ra chiến lược mạng lưới sạch. Nói một cách nôm na, đây sẽ là chiến lược cắt đứt mọi liên kết giữa Mỹ với các công ty công nghệ viễn thông của Trung Quốc. Năm điểm chính của chương trình, hay còn gọi là năm sạch mà ông Mike Pompeo đưa ra trong bài phát biểu của mình có nội dung như sau. Một là nhà mạng sạch,
là cần đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không đáng tin cậy của Trung Quốc không thể kết nối với các mạng viễn thông của Hoa Kỳ. Các công ty như vậy gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vì vậy, không nên để họ cung cấp dịch vụ viễn thông đến và đi từ Hoa Kỳ. Và kho ứng dụng sạch, tức là cần phải xóa các ứng dụng không đáng tin cậy khỏi các kho ứng dụng di động của Hoa Kỳ. Các ứng dụng của Trung Quốc đe dọa sự riêng tư, phát tán virus và lan truyền thông tin sai lệch. Thông tin cá nhân và doanh nghiệp nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ trên mạng điện thoại thông minh cần phải được đảm bảo, bảo vệ, tránh khỏi bị khai thác và đánh cắp bởi phía Trung Quốc. Thứ ba là ứng dụng sạch, tức là cần ngăn chặn các nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc cài đặt trước hoặc sẵn sàng cho tải xuống các ứng dụng không đáng tin cậy. Công ty Huawei đang kinh doanh thông qua những sự đổi mới và danh tiếng của các công ty Mỹ và nước ngoài. Các công ty này cần phải xóa ứng dụng của họ trên kho của Huawei. Đám mây sạch, tức là cần ngăn chặn thông tin cá nhân nhạy cảm nhất của công dân Hoa Kỳ cũng như thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp đang lưu trữ trên các máy chủ đám mây, chẳng hạn như thông tin nghiên cứu về vaccine viêm phổi Vũ Hán để đối thủ nước ngoài không thể truy cập được qua Alibaba, Baidu và Tencent. Thứ năm là cáp sạch, là đảm bảo đường cáp kết nối Internet dưới biển từ Hoa Kỳ ra toàn cầu không bị Trung Quốc xâm nhập để thu thập thông tin tình báo ở cấp độ cao. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác nước ngoài để đảm bảo rằng các cáp quang biển hoàn toàn không phải chịu sự xâm nhập tương tự. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 8 đặc biệt nhấn mạnh đến chữ sạch trong mỗi trụ cột. Đầu tiên, với nhà cung cấp dịch vụ sạch, Mỹ sẽ thu hồi giấy phép của các công ty Trung Quốc đang cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế ở Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ cũng tiết lộ China Telecom và ba công ty khác đang nằm trong tầm ngắm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng trên thế giới hiện nay có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ coi là quốc gia sạch. Rất nhiều công ty viễn thông lớn trên thế giới là những nhà mạng sạch. Tất cả các công ty này đều cam kết sẽ sử dụng thiết bị viễn thông sạch nhằm tạo ra mạng sạch. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 5 tháng 8 năm 2020 đã trả lời Tân Hoa Xã rằng Mỹ không đủ phẩm chất để tạo ra bất kỳ mạng lưới sạch bởi vì bản thân họ chẳng sạch sẽ gì. Trung Quốc cũng phản pháo. Phát biểu trong cuộc họp báo chiều ngày 6 tháng 8 năm 2020, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tiếp tục phản đối các động thái của Mỹ như sau. Mỹ không có bằng chứng nào cho các cáo buộc của họ. Tất cả chỉ là nỗ lực bôi nhọ chính trị và đảm bảo thể chế độc quyền của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ. Ông Bân đặt vấn đề. Nhiều công ty Trung Quốc đang bị Mỹ bắt chẹt hoàn toàn vô tội. Các sản phẩm và công nghệ của những công ty này rất an toàn và chưa có bê bối an ninh nào như vụ WikiLeaks hay Edward Snowden của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tân Hoa Xã vào ngày 5 tháng 8, khi được hỏi về chiến lược mạng lưới sạch của Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói thẳng, Mỹ không đủ phẩm chất để tạo ra bất kỳ mạng lưới sạch bởi vì bản thân họ chẳng sạch sẽ gì. Nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc chứng minh bằng các vụ bê bối, nghe lén, do thám được Mỹ tiến hành trước đây. Theo ông Vương Nghị, không chỉ bắt nạt các công ty Trung Quốc để duy trì thế độc quyền trong công nghệ và khoa học, Mỹ còn cố gắng ngăn chặn quyền phát triển chính đáng của Trung Quốc. Và Washington nên từ bỏ suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ và quay lại con đường đúng đắn là hợp tác. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi, ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại thẳng thắn với Mỹ để giải tỏa các định kiến căng thẳng. Trả lời câu hỏi tại buổi họp báo điện thoại tối ngày 6 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kate Clark cho biết đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là các nước châu Âu ủng hộ sáng kiến mạng lưới sạch của Mỹ. Và tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có nhiều công ty không sử dụng các thiết bị viễn thông bẩn. Nhiều quốc gia và công ty đang trở thành quốc gia sạch và công ty viễn thông sạch. Có khoảng 50 nước đã phàn nàn về những thứ như thiết bị bảo hộ cá nhân Trung Quốc sản xuất. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy những hợp đồng của Huawei đang bốc hơi. Ông Clark đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020 với bản tin Mỹ đưa trưởng đặc khu Hồng Kông vào sổ đen, Hà Nội dè chừng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.